rồi trang hoàng cho sinh nhật tối nay nha mọi người nha. Anh Út với lại bạn Đạt đã bơm bong bóng nè, trang trí nè. Giờ mình sẽ vô hậu trường, vô hậu trường nha. Mình xem các diễn viên đang make up ở trong. Đây, mọi người đang gắn bong bóng nè. Hậu trường mọi người đang mất cấp chuẩn bị này nha. Hôm nay là có tự nhiên cái nói lộn đổi lời. Gì á đặt bây giờ khó lắm mọi người ơi. Em thấy trên mấy cái hệ thống mà các cửa hàng lớn luôn là bây giờ là tồn tới ha, mười mấy ngàn đơn. Em hỏi thử rồi, mười mấy ngàn đơn quý vị. Bây giờ mình phải nhanh cái tay lẻ cái chân mình tới đoàn. Nãy chị cũng hỏi quả, quả nói là đến vòng đó là không hát nữa, cho mình lỗ hát thôi, còn ngồi dưới chơi. Ủa? Ủa? Chị nó sao? Gan quá à. Nè, giờ hỏi là tại sao là em chỉ cho mình lưu mi cái cánh gà, không cho ai? Ai đó bé, không thiện lắm. Dạ. Dạ, là em cho có mình lưu mi cánh gà nhỏ. Lưu mi hả? Ủa? Tại vì nó em có một cánh duy nhất à, mà lưu mi lại cho em một cặp mi. Cho nên là em thấy cho chị lưu mi là rất là hợp lý và xứng đáng. Vậy là hồi nãy chị hỏi lưu mi nó kêu là tại vì em không ăn hết. Trời ơi, thì thấy không có gì. Làm ơn mắc quán không? Thấy không? Đúng rồi, nói là không ăn hết cái chai không. Đúng là bỗng nói gió nghe á, thì kia làm chứng mà. Để cho đến nước rồi. Cái gì làm sao không gió gì nay kiến gì xin khối gì chị mới cho em gửi này thôi, xin đội ơn chị mới nha. Hôm nay là sinh nhật toàn nè, quả có cái chia sẻ cái cảm xúc của mình lúc này thì sinh nhật là thứ năm với đoàn. Thực ra mọi người ơi, bây giờ là 5:30 rồi đó, đây mình ngủ quên đó mọi người. Cái bây giờ mình là em phải chạy đua với thời gian. À, em định sáng ngôi nữ hoàng đi trễ cung dân hả? No. Coi vậy đó, em không muốn lấy một chút nào hết. Chứ chị thấy dân nó xong rồi kìa. Nè, nó đã chỉnh chu xong rồi đó. Nay trời Phật độ nói sao đi sớm quá trời ông. Ứng bà hành nữ đa vừa đó. Vậy hả? À, đâu chứ... có đường không? Đâu có đường không? Đúng rồi, hay nhớ chứ nó ủa sao? Cái tình huống bắt buộc vậy đó. Gì con? Tình hình gì bé? Nhưng mà thật sự chị Nhân rất là như vậy hả? Sao vậy? Sao? Mọi người luôn hả? Trời ơi, hèn chi. Nói nó có cánh dành cho chị Nhân. Cho chị một cánh gà. Ủa sao có sự sao những lúc chị qua nhà em cho chị nguyên con gà chị không nói. Đang lên clip, quay lên clip nè. Ủa vậy? Quá trời. Tối nay là có iPhone 4 mà em có định đầu tư không? Dạ. Chị nghe dân nó đi định là nó up show tối nay để nó chơi Lotto, nó giật cái iPhone 4 à. 14 chứ. Nói chung là em hát kiểu như chiếc chè vòng đầu, hát vui vẻ cho bà con thấy được tinh thần của mừng sinh nhật thôi. À. Nào tới dòng iPhone thì chắc là mớ. À, em ớt một cái dòng đó thôi phải không? Không, cái dòng đó là để cho một mình bà lộ diễn thôi. Tụi em ớt xuống dưới đi dò số hết trơn. Trời đất ơi, iPhone 14 là nó cả nhà ơi. Tối nay nếu như mà mọi người chưa có
mà được cái chỗ địa điểm đi chơi hay là ăn mà nhà giáo lộn ngày phụ nữ Việt Nam á thì mọi người cứ đến sân khấu Đầu Lâu tôi sẽ gọi tương thời nha. Một chiếc iPhone 14 có rồ mắt không vậy? Mới có nhắc đến iPhone 14 mà em đã rối ren tâm cảm xúc, nói không nên lời luôn. iPhone 14 tối hôm nay sẽ có mặt ở cặp bến Tây Sài Gòn Tân Thời đó. Mọi người mà bây giờ đặt mua online á giờ thì nó còn chưa có, nhưng mà mọi người đến Sài Gòn Tân Thời là tối nay sẽ có iPhone 14 nha. Airpods nữa, và cái dòng cuối cùng là để chi ăn mọi người là đoàn em sẽ mở thưởng một cái Airpods máy cho em. Sao biết? Cho nó gọi là kế tạo nó mất. Nó kích nữ gì má. Ủa? Là sao? Sao? Chứ sao đi Việt Nam hả? Ừ, khùng quá à, đi Sơn Nam chết nhưng mà nó đập chết em luôn á. Em dễ chết rồi vậy. Cảnh nào mà chết chiến tranh. Mày Mây tại à? Sao dân có cho mình hình em ăn gà vậy? Không cho ai hết rồi. Tại vì nó nói nè, cái hamburger nó rồi, còn cái cánh vậy. À, thì ra ăn được dương đồ của người ta. Phải luôn, một sự đặc biệt hôm nay đã sự xuất hiện của cội. Thế thì là lại lên sinh nhật đoàn đó mọi người. Sinh nhật đoàn. Sao lâu, lâu lắm rồi trở lại với đoàn, cảm xúc làm sao? Nó gọi là nó cũng bình thường lắm mọi người. Đó, mà nói chung lên gặp mọi người cũng vui mọi người. Lâu rồi gặp lại cô thấy đẹp hơn nè, body ngon nè. Thế lại lên kiếm đề luôn mọi người, thấy lâu quá buồn. Thế lại lên gặp chị Ngọc nữa, lâu lắm rồi mới gặp chị Ngọc. Hồi nãy không nghĩ là gặp em mọi người luôn á. Bữa nay em tưởng chị không đi chứ? Có, đi chứ. Thì thôi gặp lâu ghê hả Ngọc ha? Bữa hôm trước có khán giả hỏi là sao lâu rồi không thấy cụ, không biết giờ cụ làm cái gì, cụ ở đâu. Có mấy anh chị cũng nhắn tin em. Rồi em nói tại vì quê có một số công việc đó mọi người. Rồi chị lại giờ cũng sắp Tết rồi nè. Mà nên mình chạy kiếm tiền thôi. Ê, mình chạy kiếm tiền ăn Tết. Mọi người mua lạp xưởng ủng hộ đi mọi người. À bây giờ là cụ đang đứng ở gian hàng lạp xưởng. Tại vì lộ có bán lạp xưởng lại á. Nên là họ kêu lên phụ. Ai muốn gặp cụ thì đặt mua lạp xưởng là sẽ gặp cụ nè. Em giao khắp Sài Gòn luôn nha mọi người nha. Tính tiếp vui vẻ nha. Giao tỉnh luôn không? Có giao tỉnh luôn chị, giao toàn quốc. Đó, giao tỉnh luôn. Rồi giao tỉnh thì mình đặt mua làm sao? Dạ, giao tỉnh thì đã có một cái số điện thoại để đặt hàng nên là mọi người chờ nha, tại vì bà lỗ bà chưa có mua. Em kêu bà đã mua cho thôi lỡ rồi thì thôi mua cái iPhone 14 một t luôn đi để chụp hình đặt xưởng rồi nè mọi người. Có này là có phần thưởng là iPhone 14 gì nè, cụ có định đầu tư không? Trời ơi, em làm ngày không có nhiều mua ghé hết trơn tiền thôi. Không chơi. Để cho bà lộ bà xài. Dạ, em lo em mừng đi, em kiếm lúa rồi phải không? Em không lo iPhone nữa. Để cho mọi người nhớ mua lạc đố ủng hộ nha mọi người ơi. Đây, cảnh nghe mọi người. Sân khấu đang mới trang hoàng cho. Oh, 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 o